có thương cái miền không? Có không? Hàng cái miền thương. Rồi nói coi sao sao gì gì vậy? Anh đi bộ đội về bị vậy luôn. Dạ, không biết có đạp ngã ha, không biết có bị gì không? Thì nó đơn giản lắm. Cái giống như cái đó là hồi họ giống như họ bị sên ngãi ở bên cao miên á, cam bót á, thì nó họ chơi ngãi. Giống như đôi khi mấy anh bộ đội của chúng ta vô mấy cái đền á, lấy bị mấy người đó có ngãi á, cái ngãi về có thể ta thư ém, bị nó đại khái bị bệnh. Còn cái anh đó bị mất trí nhớ, là mất bị gọi là bị mất dưới á. Chị hôm nay thì gặp lại, tình cờ gặp lại anh Hùng nè. Anh Hùng ổng ảnh quải một cái bao trong cái đoạn đường này, thì Bùi Hồ đi từ đi xuống huyện Cần Giờ đó, thì gặp anh với lại gặp chị này ngay chị, chỗ cái miễu nè. Dạ, ngay chỗ cái miễu ở trong này nè, cô bác anh chị. Quay nữa đó. Chị nói là anh Hùng này là sao? Nó bị hồi đó nó thanh niên đó, nó đi bộ đội rồi bị cái miên ở bên bển đó, không có thương ha, ông nội đều có thương không biết mà bỏ bùa. Ông nội thì sức ngủ về là khùng luôn. Anh đi rồi. Mấy năm? Đi mấy năm Hùng? Năm rưỡi hả? Ồ, anh đi bộ đội hả? Nói cho anh nghe đi. Nói cho anh nghe đi. Người yêu của anh tên gì? Quen ai? Có quen cái miên bển không? Không. Rồi sao cái miên bỏ bùa? Bùa lâu rồi, đâu có bùa. Hả? Ai biết. Không bùa phép đâu. Cùng luôn tới bây giờ luôn á. Là cả chục năm rồi đó. Hỏi nó coi. Nói cho anh nghe đi nha, chị về nha. Hùng. Sao chị nói đi? Nói đi Hùng. Nói đi, nó biết cái bụng. Không phải nó khùng khèn gì đâu. Nói đi Hùng. Nói đi, anh hỏi cho nói đi. Dạ, chú hỏi nó đi. Sao anh có chị cô ở đây nó chia sẻ con với. Chú đi về từng giờ tôi bán rồi, tôi về đằng chút xíu nữa. Đi cô dạ, lát có thằng nó cho nó anh kia anh nói anh này không phải bị điên bùa, không phải bị bùa miên. Ai? Anh Minh đó. Minh nào? Anh Minh trong đó đó, anh nói anh Hùng này không phải bị bùa miên. Cái thằng đó thằng Minh đó hả? Ừ. Ông nói là thằng cô. Cô anh dạ. Trời đó là trời. Thằng cô. Cái hồi hôm hổm có quay á, là có anh Út ảnh quay là ảnh nói là thằng này nó bị khùng nè, nó bị cái miên bỏ bùa nè đó, cái thằng mắc dịch đó nó không có biết gì đâu. Có quay á, có quay cái âm kia với nó nữa trong điện thoại á, cuối cùng là bị gái miên, nó cái miên nó bỏ bùa đó đó. Để nói cho anh nghe đi Hùng, nói cho anh nghe nó kêu anh kể ra, chị kêu anh kể hả? Không kể đi qua đi bộ đội sao Hùng, đi bộ đội sao, kể cho anh nghe đi. Anh xuống anh thăm đó, hỏi nói đi. Nói, quay mặt lại nói người ta. Sao nói sao đi. anh hả? Làm dữ quá nói sao. Đưa ra đóng dáng dầu nữa không anh. Nữa, nói năm ba anh nữa. Sao? Không. Nói cho anh nghe đi. Hồi hổm đi bộ đội làm sao? Đi bộ đội rồi có thương cái miên không? Có. Có không? Hàng cái miên thương. Rồi nói coi sao gì vậy? Rồi đồng trời đồng đất không? Nói cái chuyện gì kỳ vậy? Nói đi, nói cho anh nghe đi. Đi nói cho anh nghe. Nghe nè, không? À, để gì nói cho con nghe nha. Hỏi thằng cu. Cu, đâu rồi? Anh Hùng. Anh ngày xưa có đi bộ đội không? Có. Hả? Có đi bộ đội không? Đi mấy năm? Năm rưỡi. Rồi về là bị khùng luôn. Giờ về là không biết gì luôn. Anh có thương con gái miên không? Cái người kia người đó con trắng bóc luôn á, trắng mỹ luôn á. Chị biết anh này hả? Trời ơi, xứ tôi mà đó, tôi ở đây nè, dọc đây nè. Tôi nhà đây mà. Dạ, rồi anh em hả? Giờ đi đó. Anh em ảnh sao chị? Bà già ông già chết rồi, nó xô bà già mà nó còn không biết đó. Xô sao? Bà già bể cái đầu luôn, bị bả bị tiểu đường á, xô sao mà máu loãng hả? Giờ cầm máu không được luôn, xé nón lá cầm không được luôn. Vậy đầu bả già bả chết nè, nó đó, nó anh đó. Anh đi bộ đội một năm rưỡi là đi lúc đó là bao nhiêu tuổi chị? Không nói nghe nè, nói đàng hoàng. Hồi đó đi bộ đội một năm rưỡi là tôi bao nhiêu tuổi? 21 tuổi. Có 21 tuổi đó, nó nói đó, nói đi 21 tuổi. Ủa, hỏi đi. Anh đi mấy tuổi? 21 tuổi anh đi, bao nhiêu tuổi anh về? 22 tuổi mấy? Dạ. Năm rưỡi về nhà. Thì sao anh về? Dạ. Về sao về? Về phép về nhà luôn. Ok vậy. Có dầu là đi lên hàng đi trong đó. Đúng rồi đó hả? Rồi đi xe đò đi theo mấy chị. Dạ. Anh đi năm rưỡi về ha. Ngày xưa anh có người yêu ở đó không? Không. Ngày xưa anh có người yêu ở bên miền không?
Anh đi ở đâu? Bình Hải, Bà Buồn. Ngọc Hiển. Căng rồi chứ. Ừ. Biết Nam Cao. Biết. Ôi giờ chú đâu vậy? Anh đi Ngọc Hiển. Anh có đi qua bên Campuchia không? Bộ xã đậu mẹ xem đang đó đi. Mà anh Hồng, anh có đi Campuchia không? Hả? Có đi Campuchia không? Em nói nè. Không có đi Campuchia. Đã rồi về nhà đi khác luôn. Ừ. Về Bà Buồn trời tàu lá trong. Nói gì không ngon. Ờ vậy thì theo xác minh á thì một số cái thông tin là anh Hùng này ngày xưa anh có đi bộ đội lúc anh năm 21 tuổi nha mọi người. Và sau khi anh đi ở Campuchia chứ thì về thì anh bị như thế này luôn. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm mấy? Năm mấy? Tù mấy năm nay? Năm 3. Năm 3. Cũng 30 mấy năm rồi mọi người. Là anh đi hồi năm 80 mấy á. Anh đi năm 80 mấy? Đi năm 87 hả? Đi bộ đội năm 87 năm mấy anh về? À, ông ta 87. Đi năm rồi bao nhiêu lâu anh mới về phép anh về? À, tháng gì? Phép năm gì? Nhưng mà là anh về hồi năm mấy? Ừ? Anh năm mấy anh về lại Việt Nam? Vậy là anh Hùng là đi Campuchia á thì sau này anh bị về rồi cái một năm mấy sau anh bị khùng, chắc có lẽ là do anh yêu đương vì ở bên đó đó, rồi anh bị cái vấn đề là thần kinh như thế này luôn rồi người ta mới trả anh về. Và hiện nay thì cái cuộc sống của anh thì về đây mai đó. À anh Hùng còn tiền không? Còn tiền không hả? Còn không? Còn tiền không? Anh còn tiền không? Em cho anh ăn hủ tiếu. Anh còn tiền không anh Hùng? Bây giờ đi đâu vậy? Anh Hùng á thì cái việc mà sử dụng tiền rất là khó, mà anh thường xuyên bỏ mất à. Nên là nữ là mình sẽ cho anh một ít để anh chi tiêu hàng ngày thôi, coi như là hữu duyên gặp đâu thì sẽ gửi cho anh đó. Đây gửi cho anh tiền nè. Này nhiêu? 100.000 để làm dùng ăn gì? Mua nước uống. Bỏ túi cẩn thận nha. Kéo quần cao lên. Anh kéo quần cao lên. Anh được mấy bộ đồ? Hai bộ đồ. Đâu anh mở cái áo qua ra em coi áo này áo gì vậy? À, áo người ta cho. Thành thử là hôm nay thì mới xác minh là cái sự thật là năm anh đi bộ đội năm 21 tuổi, năm khoảng 87 á. Năm đi năm 87 đúng không anh? À, sau đó thì năm 89 anh về hả? 89 hay 88? Dạ 89 anh về. Nghe nói rằng là ngày xưa anh là một thanh niên rất là đẹp trai luôn. Và hiện nay thì mới biết được cái câu chuyện của anh về ngày xưa đó mọi người. Chắc có lẽ vì một cái phần nào đó về cái việc tâm linh nên anh mới có nông nổi như thế này. Thì hôm nay muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị về một cái thanh niên ngày xưa anh là một người rất là đẹp trai, một cái tương lai rất là rạng rỡ, nhưng mà không ai thì lại bị như thế này rồi. Xin chào. Quẩy cái này đi đâu á? Cái này gì đây? À ve chai nè, anh lượm ve chai á. Ve chai anh lượm và anh bán thôi sao? Mấy cái chai đựng đầy nước này làm gì hả? Uống hả? Cô nghe nói là anh Hùng này ngày xưa là đi bộ đội hả cô? Phải không cô? Đi bộ đội hả cô, gần đây hả? Anh đi bộ đội về anh mới bị khùng. Lúc đó anh đi bộ đội cô biết không? Không rành gia đình ta biết. Vậy hả? Lúc đó ảnh còn nhỏ là cô biết không? Không, mới biết ông sau này. Dạ, nhưng mà anh đi bộ đội về bị vậy luôn. Dạ, cả. Có đạp ngãi ha, không biết có bị gì không? Nhưng mà cái nguyên nhân anh bị như vậy á là do ngày xưa ảnh đi bộ đội về rồi anh bị luôn. Không biết bị gì, không biết có cặp cô nào thì bỏ thì bị người ta yếm hay là có đạp ngãi gì trong đó không biết. Vậy hả cô ha? Dạ. Thấy anh cũng đáng thương quá ha cô. Anh có quậy phá gì ai không? Không. Lâu tới giờ bệnh là la chửi ông sùm. Dạ. Chửi sáng đêm luôn. Có nghĩa là tới cân hành đó ha.
Dạ con cảm ơn cô. Thì con với lại em Nhân có gặp một anh gọi là anh Hùng. Thì trong cái hai anh em đi vào cái miếu ngũ hành á, thì gặp anh thì cái con người của anh thì cứ bần thần hả, lúc quên lúc nhớ, và thậm chí là những cái ký ức nào mà ngày xưa thì anh nhớ nhất thì anh mới nhớ, và những cái chi tiết rất nhỏ. Thì mọi người ở đây người ta nói là anh bị đi bộ đội ở Campuchia về thì bị mắc bùa, mắc ngải, hay là vì mê con gái đẹp ở Campuchia gì đó thì con cũng không rành. Nhưng mà con tự hiểu là nếu như người đó có phước thì kiếp trước nó lớn đó, thì có bị mắc hay không, và đối với người hại cái người đó thì sẽ như thế nào hả thầy? Thì nó đơn giản lắm, cái giống như cái đó là hồi họ giống như họ bị sên ngải ở bên cao miên á, Campuchia thì nó họ chơi ngải, giống như đôi khi mấy anh bộ đội của chúng ta vô mấy cái đền á lấy bị mấy người đó có ngải á, cái ngải về có thể ta thư ém bị nó đại khái bị bệnh. Còn cái anh đó bị mất trí nhớ, là mất bị gọi là bị mất dưới á, là như là 16 tuổi. Dạ dạ anh để cho thầy nói đi. Cái đó là đi rồi bị giống như bị qua bệnh lấy đồ hay là thương ai cũng có, bị gọi là bị sên. Dạ. Mà con theo cái tắc nhân quả đó, nếu cái phước con lớn thì người ta sên không nổi. Dạ. Giống như giờ thầy nói đơn giản, có nhiều người á họ đi á, họ chỉ cần vỗ vai cái thôi con vuốt vàng cho họ, tại vì con bề trước có mắc nợ họ nên họ dùng cái ngải đó được. Có những người bị phải dùng ngải nói để moi tiền, tại do mình có nghiệp họ mới nói được mình nghe, chứ nếu giỏi thì đó. Giờ con thấy Putin á dùng ngải nói Putin đừng có chiến tranh nữa, nói không được, tại vì lớn phước lớn quá. Nên khi mà mình phước lớn thì virus nó không vô cơ thể mình được. Thì tất cả chúng ta phải phước là do gì, do mình tạo, với hai nữa mình phải làm chủ được cái niệm, được ý niệm mình phải thanh tịnh thì không ai vô được mình, ngải bùa vô cũng được, thì do mình có tạp niệm thì nó mới vô. Yeah. Qua cái việc mà cái anh 16 đó, anh đó anh bị đó, bây giờ anh tưng gì đó, nó cũng có nhiều cái tâm linh lắm, mình không có thể thấy giải quyết. Nên cái chuyện tâm linh đó thì phải xem cái chỗ nào để gỡ. Thì ảnh giờ anh thấy ảnh bảy nắng ba mưa sao chịu nổi. Thôi nên lớn nhất là cái chuyện nghiệp của người ta qua cam miên, người ta bị khủng hoảng, có thể khủng hoảng gì khoa học nữa, bị bơm rồi giặt giả nó quýnh quá, bom bót nó quýnh quá, khủng hoảng thằng là tâm thần nó bị luôn. Nó có nhiều cái mình phải khoan hay gọi là tâm linh, xét cái mặt yếu tố khoa học trước rồi tâm linh sau. Chứ nói đến đạo Phật là đạo khoa học chứ không phải là phi khoa học. Cái gì mình cũng đổ thừa tâm linh, cái gì đổ thừa dông hết là chết rồi. Có nghĩa dông chắc mà đi lỡ mà dắt cái cây té dông gạt. Dông gạt người ta không gạt mình, mình đổ thừa người ta cũng ghét gạt luôn. Có khi mình mắc chánh niệm, yeah, đi đứng không chịu coi trước ngó sau, hấp tấp dưới cây đổ thừa dông. Yeah. Thậm chí giờ nè con, chiều nay mà có trúng số giống gì, nói bà Linh quá về rồi sẽ sắm đốt hết, làm này là ra đây cúng trả lễ Linh đại ngã, bắt Linh đại ngã, Linh là do mình. Nên tụi con phải đi với đạo Phật á, là phải hiểu nhân quả. Mình tạo cái phước lớn thì mình mới giúp. Có đó, ông thần thánh có thể cho mình, giống như mình có thể cúng cho người này là mình có phước mới cúng. Mình có phước mới cho mình giúp được người ta thì thần thánh cũng giúp mình. Nhưng mà thần thánh giúp mình khi mình có duyên với người ta, giống như cô này có duyên với tụi con, với thầy thì mới giúp, mới cúng. Thiếu gì những cái còn những cái mộ quan rất nhiều so với này, đúng không? Thì đó thôi, nó ít thôi, cảm niệm. Yeah.